Mọi người qua Nhật là đánh cái này lên trên Google sẽ kiếm thấy cái cửa hàng đồ cũ rất là nhiều. Đồ thì cũng rẻ, đẹp. Vô trong có gì cho mọi người không nha. Ghé mấy cửa hàng mọi người không có đồ đạt gì chứ. Lo mà đợt này lo không được hay nữa chứ. Lo toàn là lo nó nhỏ vừa vừa không. Có mỗi cặp này là như cặp này của Sansui chứ. Con này nghe nhạc sến hay mọi người. Lo 2 tấc bằng carbon nè. Con này nghe nhạc sến là hơi bị hay á. Con nói mà nghe cái dàn Amly Pioneer hoặc là nghe Pioneer ngon nhất rồi, 2008 hay là mã. Cái con mà có hai đồng hồ vuông á, nghe là nhức nách. Giờ biết rồi, đi mà đồ cũ cũng không có hàng, mà đi đồ mới cũng không có hàng. Đồ mới thì nó mắc quá, còn hàng cũ cũ như vậy. Thật ra mọi người ở bên đây mấy cái này vô mấy cửa hàng này nè, đồ rẻ ha. Giống con này 10.000 nè. 10.000 thì nó có tầm khoảng triệu 6, triệu 7 thôi. Tại nợ công điện nhập về Việt Nam mà phải chi phí này các kiểu mình lum cho lên tới 2 triệu mấy, 3 triệu con. Đó, máy lọc không khí nè. Máy lọc không khí. Máy quạt, mấy con lọc không khí đời này cao lắm mọi người nè. Mấy con đời lọc không khí bù ẩm, mấy con này đời cao lắm, nó xài khá là ngon. 17.000. Nó là đồng hồ điện tử luôn. Đồng hồ điện tử, con này cũng đồng hồ điện tử luôn. Giờ Việt Nam mình rất là nhiều người xài máy lọc không khí. Một số anh em vẫn còn không biết máy lọc không khí là máy gì. Nó vừa lọc không khí vừa bù ẩm. Đây là tủ lạnh máy giặt. Có con máy giặt đẹp quá mọi người. Nè, mấy cái máy lạnh mà để cửa sổ mọi người thấy không nè. Nó gắn luôn cái cửa sổ này không mọi người, kéo lên kéo xuống nè. Cái này cũng 20 mấy ngàn, cũng 3 triệu mấy cho bộ ít đâu, 3 mấy 4 triệu rồi, dân chuyển về nữa 5 triệu hơn rồi. Không, mình bán 7 triệu luôn cục biến điện. Cục biến điện 1 triệu rồi, mọi người thấy không? Một cái là chỉ có nhiêu đâu, có 500-300 ngàn cái à. Có máy giặt cực đẹp, đây là máy rửa chén hay gọi máy rửa bát. 10 ngàn, triệu mấy, con này xài gia đình nhỏ nhỏ được. Không bằng cái con mà ở trong siêu thị nãy. Con này sát. Con này chắc đời 21 quá, đời 20 mọi người. Thì mấy con đời cao như vậy hầu như là máy in China thì nhiều nha. Máy in China rất là nhiều. Chứ anh em cứ ở Việt Nam mà cứ đời hàng Nhật không phải. Có nghĩa là Trung Quốc xuất Nhật nhưng theo công nghệ của Nhật nha. Đó. Có một con tủ lạnh 400 mấy 500 lít Bana nè. 10.000 là tầm khoảng cỡ 16-17 triệu là đang giá bên đây. Vận chuyển một con tủ lạnh Việt Nam và 90 triệu con không rẻ đâu mọi người. Con đời 2021 450 lít nè. Đời 2021 ha. Tủ luôn như mới. Mặt kính cường lực 5 cánh. Ở đây ít có tủ hy mọi người. Thôi đi đi, còn mấy cái khu mà xem bé để nói anh Thuận mua về đang tặng cho mọi người mà hổm gầy đóng công vẫn chưa cho nhét xe này về mọi người. Cái gì cũng có trong đây, đồ là rẻ phân nửa so với giá đồ mới. Mà chất lượng thì bao mọi người ok. Ở đây họ bán đồ là đều xài được hết nha. Giỏ sách các kiểu. Nè, xe để em bé nè. Hổm gà bên cảng chưa cho đóng xem bé giờ mọi người. Cho đóng xem bé về mai chiều mình đóng về mình tặng cho. Lấy chừng 20 con. Ờ, giá đâu rồi? Giá con này là 3.000. Cũng không có nhiêu tiền, mấy trăm ngàn con hơn mọi người. Đó, còn ghế ngồi trên xe hơi nè. Quá trời độ. Tại Việt Nam mình đang còn khó khắc khe chứ thật ra cho nhập máy này về xong rồi đóng thuế bán lại cho dân xài tốt, cực kỳ tốt. Để còn hơn là xài mấy cái hàng của China. Giày dép rất đẹp nha, Nike. Nãy mình mới mua được mấy đôi Nike. Đây giỏ nè, Gucci, LV các kiểu đầy đủ. Mọi người thấy nhìn giỏ còn giống như là mới á.
cặp táp văn phòng rồi. Này cho mấy chị đi chợ đâu nè, chợ đầu mối nha, mấy chị mà sạp hàng á, chủ hàng nữa, ok, đựng tiền, đựng hóa đơn rồi. Đại mọi người, 82 ngàn nè, ha. Mọi người phải nhìn cái số dưới á, số dưới là số đóng thuế á. Con này Nam đeo được nè. Rất là nhiều, túi thì bao la luôn mọi người. Nón Gucci anh Trung đang gửi mua cái nón mà nhưng không có rồi. Sao lại handmade là thủ công. Không có nón đẹp. Đây mọi người, giày đẹp rẻ hàng hiệu nha. Giống con này là 12.000, 14.000 yên. 10.000 là khoảng triệu, cho triệu 7 đi. Con này chân là có 2 triệu mấy à. Không, nay đàng hoàng nha. Hàng chính hãng mọi người, không phải là hàng pha ke đâu nha. Rẻ lắm. Giày rất là rẻ, rẻ phần nửa so với giày mới mà nhìn giống như mới á. Nhật họ xài đồ nói chung khá là kỹ, mà cũng tùy người nha mọi người, chứ không phải là cứ bảo là ông nào cũng kỹ đâu. Quần áo các kiểu đồ gì cũng có. Bé ghế đòi mua đồ chơi nó khóc quá trời khóc luôn. Túi sách, đồ của chị em phụ nữ, giày dép rút các kiểu. Ở Nhật á họ ít đi cái giày cao gót mọi người, mà họ đi cái giày bê dặn như vậy khá là nhiều. Chứ không có giày cao gót mà tới cả 1-2 tấc giống giống như chị em phụ nữ Việt Nam mình. Họ mang làm sao cho nó tiện dụng mà được. Nhìn hay ha, đẹp ha. Đôi này mà có 100 mấy chục ngàn đôi này. Đẹp không? Chưa tới 200 ngàn đôi nữa. Khu này cũng dày quá trời luôn nè. Đôi này nhìn đẹp, nhìn hay ha. Đế đi rất là bám mọi người. Nike rất là nhiều nha. Nike. Cái này là 11 ngàn, là tương đương tầm khoảng cỡ 2 triệu. Size này là số bao nhiêu? Mình thì nhìn cái size là size EU, con này số 42.5 mọi người hang nè. Mình là size EU nha. Còn size quốc tế rồi, size số 8. Đó, những đôi giày như vậy đẹp mọi người. Có 8.800 à. Có hơn triệu tí à. Mà hàng xịn không nha. Còn ở Việt Nam thấy hàng fake, hàng pha ke, hàng của China gì thì cũng giá cũng cỡ cỡ đó rồi, mà mang được mấy hôm rồi nữa hả cái mỏ ra. Quá đẹp luôn mọi người ha. Con này chắc số lớn rồi, chắc là 43, 44, to lắm. Con này 45 luôn. 14.000. Đang kiếm đôi cho già mà chưa gặp. Nếu già hết dài vậy. Cứ mỗi lần đi mua đôi hay đôi mà cứ mang hết. Quá trời quá đất. Đây mọi người, đôi giày là của Made in Việt Nam rồi nha. Việt Nam xuất Nhật này nha mọi người. Đó. Số 26.5 này anh em là đi mô tô ngon, cổ cao, đế cứng, mỏ cứng. Đó, hàng Việt Nam mà xuất qua đây được mọi người thấy không? Chất lượng kinh khủng không? Đôi này nó có 2 triệu rưỡi à.
14.000 là 14.000 là tầm khoảng 2.500 mấy chục mà. Tại mọi người không thể theo tính cái yên cái giá nhà nước là 16.2 được, nó tầm khoảng 17 năm á, nếu đổi ngoài chợ đen á. Cho nên em không tính theo cái giá nhà nước là 16.2 nha, khổ lắm. Đây có mấy đôi đẹp nè. Đẹp vãi. Ở đây đôi cổ cao nè mọi người. Còn đi mô tô thì hơi bị ngon ha, nhức nách ha. Da thiệt, da bò thiệt luôn mọi người. Số 40, béo quá. Áo khoác rẻ mọi người, cái thí dụ cái này nhiều. Có 150.000, 170, 170.000 gì đó. 10.000 đi, cho 10.000 thì có 1.000 chứ. Nói chung con này cáo có 100 mấy à. Tính tiền yên mình hay lộn hoài, tính nhân hoài không ra. Nhìn mấy cáo này giống mấy cái ông cái hội kia mọi người, cái hội mà lính ngụy ngày xưa nè. Mấy này ông nhìn mấy ông khoái lè luôn, qua kia mới lướt TikTok thấy mấy ông mặc nguyên một đội mà ngủ gần ghi như vậy nhìn nó ghê ghê. Áo của lính Việt Nam Cộng Hòa, đúng mọi người, mình không nhớ nữa. Nhiều khi nói đúng không thì anh em thông cảm nha, chứ không phải hiểu già cái gì cũng biết đâu. Rồi mọi người, mua được mấy món rồi. Tranh thủ đi về thôi, đi về còn đồ đạc tùm lum, chuẩn bị về Việt Nam gặp mọi người lại chứ. Hàng chuẩn bị khui công rồi cho nên là phải đi về sớm mọi người, về gấp ha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.